啊，准备洗菜卷。Đây là hoạt động chạy, góc chạy. À, khi trong quá trình các bạn học ở bên mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là đo những cái chỗ này hư hỏng chỗ nào thì chúng ta thử các bạn ha. À, bạn nào có nhu cầu, các bạn có nhu cầu học nghề thì các bạn có thể liên hệ với mình, số điện thoại của mình là 0907 716 705. À, địa chỉ của mình là 861-61 Trần Xuyên Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 các bạn ha. À, okay, các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Như vậy thì đây là mình chia sẻ cho bạn một quan bệnh, đó là gì? Là bo gì Eury inverter. Quạt đã chạy xong rồi cúp, lốc không chạy. Thì sau một thời gian chúng ta sẽ đo đạt. Chúng ta sẽ ra một kết luận. Trong quá trình đo đạt mà thử nghiệm thì chúng ta không, mình không tiện nói để nó chụp bài học của mình và bài giảng dạy của mình. Mình chỉ hướng dẫn các bạn là cách là thì thay khống, đó là thay IC công suất, chứ không hướng dẫn các bạn đo đạt đi như thế nào nó hư, như thế nào nó là nó tốt. Thì cái trong quá trình học thì chúng ta sẽ được học cái này đó các bạn ha, các bạn thông cảm cho mình. Rồi, các bạn nào xem video mà cảm thấy là thích hợp cho mình thì bạn có thể like cho mình một like và comment cho mình. Bạn nào có nhu cầu làm hướng dẫn những cái bộ mặt nào, các bạn có thể là comment vô cho mình để mình biết, để mình sẽ làm những cái hướng dẫn cho cái bài đó cho các bạn ha. Thì giờ chúng ta ban này gì chết IC công suất thì gặp những cái ban là gì, chúng ta sẽ quạt chạy lốc không chạy, thì chúng ta có một cái trường hợp đó là IC công suất bị chết. Các bạn chỉ thay IC công suất khác nha các bạn ha. Đây các bạn, IC công suất chúng ta được thay rồi. Chúc các bạn thành công ha các bạn.